Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Hiện tôi đang có mặt tại tòa nhà Quốc hội vào sáng ngày 23 tháng 7 năm 2013 để tham gia cuộc họp báo do bà Loretta Sanchez là dân biểu liên bang đứng ra chủ trì tham gia vào cuộc họp báo này. Còn có chủ tịch ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ là ông Ed Royce cũng như là dân biểu liên bang ông Christopher Smith. Buổi họp báo ngày hôm nay để nhằm nói lên cái vấn đề dân chủ và nhân quyền của Việt Nam nhân trước chuyến thăm của chủ tịch nước Việt Nam tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Barack Obama là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong cuộc họp báo này thì các vị dân biểu đề đạt những cái vấn đề về nhân quyền để đưa lên cho Tổng thống Obama. Tham gia cuộc họp báo này, ngoài những tổ chức báo chí quốc tế, còn có sự tham gia của những tổ chức phi chính phủ chuyên về vấn đề dân chủ và nhân quyền của Hoa Kỳ cũng như của quốc tế. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi sau đây. Vâng, thưa dân biểu Christopher Smith, cái thông điệp nào mà ông muốn Tổng thống Obama truyền tải đến Chủ tịch Việt Nam là ông Trương Tấn Sang ạ? Well, the president has to be bold. He has to be very clear and transparent and look President Sang in the eyeball and say, Mr. President, Tổng thống cần phải quả quyết, rõ ràng và nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam và nói thẳng rằng Việt Nam cần phải dừng ngay hành động đàn áp nhân quyền. Vì nhân quyền đang ngày càng tồi tệ. Chúng ta thấy, chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm nay, Việt Nam đã có nhiều những phiên tòa chính trị xét xử 40 người hơn tất cả những phiên tòa xét xử hồi năm ngoái. Tổng thống Obama không thể chỉ có những lời nói ngọt để qua chuyện mà trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama cần phải thật rõ ràng nhắc đến những trường hợp cụ thể mà nhân quyền Việt Nam đang bị đàn áp một cách rõ rệt. Theo tôi, thì những nhà độc tài trên thế giới sẽ nhìn vào cách mà Hoa Kỳ đang hành động để xem đó như một chỉ dấu cho thấy Hoa Kỳ đang thực sự chú trọng đến vấn đề nhân quyền như thế nào. Và Hoa Kỳ đang biểu hiện rõ thái độ của mình ra sao. Nhưng cho đến lúc này, Tổng thống Obama vẫn chưa làm được điều này. So the Vietnamese people know that there are many of us in the United States of America, particularly in the U.S. House of Representatives in Congress, who care deeply about their plight. We want the Vietnamese. Chúng tôi muốn người Việt Nam biết rằng chúng tôi, những người Mỹ, đặc biệt là những dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ, thực lòng rất muốn người Việt có được tự do. Chúng tôi sẽ không thấy được nỗ lực của mình chừng nào người dân sống tại Việt Nam được hưởng những quyền căn bản mà bất kỳ một ai sinh sống trên trái đất này đều phải có. Tôi đã có cơ hội được gặp rất nhiều những nhà đấu tranh dân chủ, những người bảo vệ nhân quyền, luật sư hay các giới chức tôn giáo dũng cảm, nhiệt huyết, chẳng hạn Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, những người lẽ ra phải được hưởng sự tự do thực sự hơn là đang bị chế độ độc tài kiểm soát. Vâng, thưa Chủ tịch Ed Royce, trong bài diễn văn thì tôi thấy ông nhắc nhiều tới cái vấn đề lo ngại. Vậy một lần nữa ông có thể chia sẻ lại cái lo ngại của ông để thính giả của Đài Á Châu Tự Do hiểu hơn được không ạ? Well, here's my concern on the whole issue. We increasingly see the communist government in Vietnam. Điều mà tôi lo ngại là chúng ta ngày càng thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp các tổ chức tôn giáo, chẳng hạn như Đạo Cao Đài, hoặc họ bổ nhiệm một vị chức sắc nào đó để người này nói lên tiếng nói của Đảng Cộng sản, chứ không phải tiếng nói của các giáo dân. Điều này không chỉ xảy ra với một tôn giáo nào đó, mà còn xảy ra với nhà thờ Thiên Chúa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đạo Hòa Hảo. Hiện giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng thẳng tay bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi, những nhạc sĩ sáng tác nhạc, bất kể ai lên tiếng cho nhân quyền, bất kể ai muốn tự do tôn giáo thực thụ. Và đó chính là lý do vì sao chúng tôi muốn nói chính phủ Việt Nam rằng chúng tôi muốn xóa bỏ Điều 79, Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, và chính phủ hãy để người dân có được tự do nhân quyền. Chúng tôi cũng đòi hỏi phải có tự do tôn giáo ở đây. Chính phủ Việt Nam phải thả các nhà đấu tranh dân chủ, các tiếng nói đối lập, vì đã đứng lên nói sự thật. Thật là phi lý khi thấy những bản án dành cho các bạn trẻ yêu nước, chỉ vì sử dụng những từ ngữ dân chủ, nhân quyền, mà phải chịu những bản án 7, 8 năm tù giam. Những điều này thật là đi ngược với hiến pháp, bởi lẽ Việt Nam cần phải ủng hộ, cổ vũ cho tự do. Thì đằng này Việt Nam lại ngày càng làm khó cho những người muốn có tự do và dân chủ. Vâng, thưa dân biểu Sanchez, trong buổi họp báo thì tôi thấy bà có nói tới cái từ gọi là cơ hội vàng. Thì vì sao đây lại là cái cơ hội vàng, đặc biệt là trước cuộc gặp mặt của Tổng thống Obama và Chủ tịch Việt Nam là ông Trương Tấn Sang ạ? Well, we know we have been working with three administrations now to try to ensure that human rights. Chúng tôi hiểu vấn đề đó và đã làm việc với ba nền hành pháp của Hoa Kỳ để đảm bảo vấn đề nhân quyền được nêu lên hàng đầu trong mối quan hệ có thể có với Việt Nam. Lý do là vì chúng tôi yêu mến người dân Việt Nam.
về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thì Việt Nam luôn luôn muốn có quan hệ kinh tế song phương tốt đẹp, sâu rộng, tích cực hơn với Hoa Kỳ. Đây là dịp để Tổng thống Obama nói với lãnh đạo Việt Nam là Hoa Kỳ đã ký nhiều hiệp định kinh tế với Việt Nam, nhưng Việt Nam không bao giờ hành động đến cùng trong lĩnh vực nhân quyền. Người Mỹ cần thấy được những chuyển đổi trong lĩnh vực ấy. Nếu không, Việt Nam không thể đứng chung trong các hiệp ước kinh tế với Hoa Kỳ. Vậy bà mong muốn điều gì sẽ diễn ra trong cái chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc ạ? I hope that President Tsang sees that the Vietnamese American community stands behind. Tôi mong Chủ tịch Tsang nhận hiểu rằng cộng đồng Việt Nam hải ngoại luôn luôn yểm trợ nhân dân Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy những tiến triển, tiếp tục theo dõi mọi diễn tiến và muốn nhân dân Việt Nam có được những nhân quyền căn bản. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn là lực lượng luôn luôn thúc đẩy việc thực hiện nhân quyền ở Việt Nam. Họ còn vận động trên khắp thế giới. Tôi thấy ở Úc, Canada, châu Âu, nhiều nhà lập pháp như chúng tôi bắt tay phối hợp với nhau. Chỉ là vấn đề thời gian đến khi giới lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng thế giới đã thay đổi đối với họ. Họ phải cùng thay đổi với chúng tôi. Nếu không, sẽ không có được trong tay một thỏa thuận thương mại kinh tế nào đáng kể. Vũ Hoàng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Vũ Hoàng tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ.